Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tô màu một phương tiện giao thông đường bộ đấy. Và để biết phương tiện giao thông đó là phương tiện gì thì mời tất cả các bạn hãy cùng theo dõi video và quan sát nhé.